Sau nhật xin chào các bác nha, em lên sóng phục vụ các bác chiếc máy lọc khí Daikin đồng hồ vuông màu mận hay là màu cà phê. Đấy, một con máy bền chắc, khỏe, lành bền. Cái chiếc này thì em báo giá luôn bán là 1 triệu 8 nhá. Giá 1 triệu 8, hình thức thì các bác nhìn nó như trên clip. Cái màu cà phê thì chung là các cái vết xước nhỏ thì trông nó sẽ hơi lộ hơn. Đấy, nhưng nó có cái ưu điểm là của nó là các bác dùng mãi thì cái màu nó vẫn cứ bền màu, nó không bị ngả màu như màu trắng. Đấy, hình thức thì như trên clip các bác xem nhé. 1 triệu 8 thôi. Đấy, tất cả quay các bác xem. Đấy, những cái vết xước nhỏ. Đấy, các bác nào không quá cầu kỳ về hình thức thì mình lấy con này mình đặt vào phòng. Nó thực ra nó vẫn không có cái gì là xước sát gì nhiều đâu các bác. Cái mặt trước này của nó khá là đẹp. Đấy. Mà bán luôn cho các bác 1 triệu 8. Mở bên trong nội thất cho các bác xem. Hai thanh dimmer khá là đẹp các bạn này. Mà HEPA con này màng zin còn rất là mới luôn các bác. Màng zin rất là đẹp nhé. Đây, màng zin của nó. Cái màu này là theo cái nó ngả màu này đi thôi các bác nhé. Chứ còn cái giấy của nó vẫn rất là mới này. Cái màng than này. Đấy, màng zin đi sau máy còn chất đẹp. Một triệu tám cho một cái chiếc máy lọc khí Daikin đồng hồ vuông màng HEPA zin, đấu biến áp điện 220V rồi ạ, cảm biến thay chuẩn chỉ. Đấy, bảo hành 1 năm cho các bác. Đấy, đấu biến áp điện 220V nữa các bác nhé, tất cả các chức năng ion các thứ rồi eco hẹn giờ các kiểu luôn. Đấy, 1 triệu 8 bảo hành 1 năm, chi phí vận chuyển. Bác nào lấy cái ba lô cho em nhé. Chào các bác.